Hồng Duy xin kính chào quý khán giả đang xem kênh Bán Nhà của Hồng Duy. Tiếp tục trong video hôm nay thì Hồng Duy sẽ gửi đến cho anh chị một căn nhà với diện tích cực đẹp. Đó là một diện tích ngang năm, dài 24m. Với lối thiết kế của nhà mình là một trệt một lầu. Nhà của mình thì sẽ có bao gồm là 3 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh. Có một khoảng không gian phòng thờ, có sân trước đậu xe hơi và có sân sau luôn. Với vị trí căn nhà này thì nằm ở trên trục đường Đinh Đức Thiện. Từ đây thì anh chị có thể di chuyển ra trục đường Đinh Đức Thiện thì chỉ với khoảng là 1 km và đầy đủ những cái tiện ích xung quanh ở khu vực này. Và với căn nhà này thì ở khu vực đây thì bên Duy xây dựng bao gồm là 2 căn. Và anh chị có thể thấy căn bên cạnh thì đã có chủ sở hữu rồi nha anh chị. Và các cô chú anh chị cũng đã dọn về ở rồi. Và hôm nay chỉ còn duy nhất một căn này thôi. Với chiều ngang là 5m, chiều dài là 24m. Với căn nhà của mình thì anh chị sẽ thừa hưởng được một cái trục đường rộng rãi để xe hơi có thể di chuyển vào nhà mình thoải mái. Đây là cái trục đường để mình có thể nối thông ra trục đường Đinh Đức Thiện nha anh chị, chỉ với khoảng là 1 km thôi đó. Và xung quanh đây thì dân cư hiện tại đã ở hiện hữu và đông đúc rồi. Và ở đây thì chỉ có 2 căn này thôi và chỉ còn duy nhất một căn ở đây thì chỉ còn lại một sự lựa chọn. Cho nên anh chị nào nếu mà ưng ý cái mẫu nhà này thì mình hãy đến đây để mình xem trực tiếp cái căn nhà này nhá. Thì với mức giá bán thì chỉ hơn 2 tỷ một chút xíu thôi thì anh chị đã sở hữu được một căn nhà như thế này rồi. Anh chị chỉ cần bỏ ra chỉ hơn 1 tỷ thôi thì mình đã sở hữu căn nhà này. Vì ngân hàng có hỗ trợ vay cho anh chị từ 50-70%. Và cửa cổng thì anh chị có thể thấy bên Hồng Duy đã làm cho anh chị những cái cửa cổng được làm bằng 4 cánh chắc chắn cho mình. Hai bên thì làm những cái trụ rất là cao và chắc chắn. Phía đằng trước thì có đèn để chiếu sáng cho khoảng không gian trước nhà của mình. Ở cái khoảng sân này thì bên Duy đã lót gạch sạch sẽ, gạch 3D chống chân trượt cho mình rồi. Hai bên thì đã đưa làm tường bao lên cho mình và mình có thể mình về lại mình làm thêm mái che như quý cô chú mình anh chị bên đây cũng đã làm những cái mái che và những cái hàng rào trắng bảo vệ toàn bộ cho căn nhà của mình. Và về phía mặt diện nhà mình thì được thiết kế theo kiểu dáng mái Thái đó, với tông màu chủ đạo đó là tông màu trắng và kết hợp với màu xanh. Về mặt diện phía bên dưới thì đã được làm gạch lót gạch bóng kiến sạch sẽ ở đằng trước luôn. Còn cửa chính nhà mình thì được sử dụng là cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sifa và kính cường lực chắc chắn cho mình. Tiến phía bên trong, mình sẽ có một khoảng không gian phòng khách được thiết kế với một cái kiểu dáng hiện đại nha anh chị. Cầu thang thì được nếp ở phía bên hông, cho nên đây là một cái kiểu thiết kế cực kỳ là hiện đại luôn. Và phía bên đây thì hai bên tường thì đã có dán cho mình những cái bức tranh, những cái miếng nhựa giả đá PVC đó. Với những miếng nhựa giả đá PVC này thì nhìn rất là sang trọng và bền bỉ theo thời gian. Còn khu vực phía bên đây thì có trang trí cho mình một khu vực tủ để đựng để mình đặt tivi nha anh chị. Đó, với những cái ô để mình có thể trang trí được những cái vật lưu niệm như thế này và có chạy đèn led ở phía bên trong luôn. Còn khoảng không gian phòng bếp thì được liên thông với khoảng không gian phòng khách, cho nên đây là một cái lối thiết kế cực kỳ thoáng luôn. Có tủ bếp trên, tủ bếp dưới được đóng đầy đủ cho mình, điện nước đầy đủ. Mặt bếp nhà mình thì được lót đá hoa cương, mặt dựng thì kính cường lực màu, cho nên rất là dễ lau chùi khi mà mình nấu ăn nấu uống đó. Và phía bên trên thì có quạt trần để tạo cho khoảng không gian không khí nhà bếp nhà mình thêm mát mẻ hơn. Và kế bên cạnh đây thì mình sẽ có một khoảng không gian phòng vệ sinh. Nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt nhà mình thì được thiết kế rộng rãi với đầy đủ những cái thiết bị nhà vệ sinh cho mình. Toàn bộ bên Duy sử dụng toàn bộ là những thiết bị cao cấp hết nha anh chị. Và gạch tường cũng đã được lót full lên cho anh chị luôn rồi. Ở ngoài đây thì anh chị có thể đặt máy giặt nha anh chị. Ngay tại góc này thì nó cũng là một cái khu vực để mình bố trí máy giặt gọn gàng hơn. Và ở cuối nhà mình thì sẽ có một cái khoảng không gian phòng ngủ dành cho ông bà, những người lớn tuổi khi mà mình không tiện lên xuống cầu thang. Có đèn ngủ này, đèn led đầy đủ cho mình. Cửa sổ thì thông ra khoảng không gian sân sau nhà mình luôn. Ở cái khoảng không gian sân sau này thì bên Hồng Duy chừa cho anh chị cái một khoảng không gian sân sau hơn 2m để mình có thể phơi đồ, là một nơi trồng cây đó, rất là thoải mái luôn. Gạch tường ở đây thì cũng đã được lót lên tới 1m2, có vòi nước để cho anh chị sử dụng và mình có thể làm thêm những cái khung sắt để rào chắn ở phía khu vực này. Và nơi đây thì mình có thể lấy thoáng cho căn nhà của mình rất là tốt luôn nha anh chị. Thì đó là toàn bộ không gian ở dưới tầng trệt và Hồng Duy xin mời anh chị mình cùng di chuyển tiếp lên trên lầu 1 nhé. Hiện tại thì Hồng Duy đang có mặt tại ở khoảng không gian ban công ở trên lầu 1 nhà mình. Thì đây là một căn nhà hướng Tây, cho nên nếu mà anh chị nào nếu mà hợp mà về hướng Tây tứ mệnh thì đây là một căn nhà để cho anh chị sẽ lựa chọn rất là phù hợp luôn. Tại vì nhà của mình với một mức giá cực kỳ rẻ, có một khoảng không gian ban công được chừa khoảng là 1,5m để cho mình có thể ngóng gió ngóng mát. Khu xung quanh đây thì dân cư đã ở hiện hữu và đông đúc rồi. Và ở trên lầu 1 nhà mình thì sẽ được thiết kế với 2 phòng ngủ,
một phòng ngủ sẽ có một căn phòng vệ sinh được làm riêng biệt ở trong căn phòng ngủ cho mình, cho nên rất tiện cho anh chị khi mà mình sinh hoạt luôn. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ master. Căn phòng này thì nó nằm ở phía mặt diện, cho nên căn phòng này thì cũng là cực kỳ thoáng nha anh chị. Có đèn ngủ, đèn led, trần thạch cao. Và cái bên cạnh đây sẽ là khu vực phòng vệ sinh chung ở trên lầu. Đó, một khu vực phòng vệ sinh chung này thì cũng được lắp ráp đầy đủ những cái thiết bị nhà vệ sinh cho mình. Gạch tường thì cũng đã được lót full cho anh chị luôn rồi. Và cái khoảng không gian cầu thang để mà kết nối từ tầng trệt lên lầu 1 nhà mình thì cũng được thiết kế rộng rãi và có một khu vực để giếng trời lên sáng và gió tự nhiên. Và ngoài đây thì sẽ là một khoảng không gian phòng thờ được thiết kế mở. Nơi đây thì anh chị cũng có thể ngăn làm phòng ngủ, hoặc là mình có thể sử dụng khu vực này là một khu vực sinh hoạt chung của gia đình mình nhé. Và cuối cùng, như lúc nãy Hồng Dương cũng có chia sẻ, thì căn nhà của mình thì sẽ có một căn phòng ngủ có phòng vệ sinh được làm riêng biệt ở phía bên trong. Đây thì với căn phòng ngủ này thì có phòng vệ sinh riêng biệt ở phía bên trong, cho nên rất là thuận tiện cho anh chị vệ sinh cá nhân vào một buổi tối. Quý chị thân mến, vừa rồi thì anh chị đã cùng Hồng Duy đi tham quan hết toàn bộ không gian căn nhà này. Thì hiện tại với căn nhà này với diện tích là ngang 5 x 24 m, với lối thiết kế là 1 trệt 1 lầu, bao gồm 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng thờ, có sân trước đậu xe hơi và có sân sau. Vị trí thì nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện, có thể kết nối ra trục đường quốc lộ A để về các quận ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chỉ mất khoảng là 30 phút đi xe thôi. Xung quanh đây thì đầy đủ những cái tiện ích cho anh chị khi mà về sở hữu căn nhà này. Với mức giá bán của căn nhà này chỉ có 2.150 tỷ thì anh chị đã sở hữu căn nhà này rồi. Còn thương lượng cho anh chị nếu mà anh chị khi đến đây mình mua nhanh căn nhà này. Và anh chị nào nếu mà ưng ý thì mình có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại gì để trên góc màn hình để mình có thể đến đây xem nhà. Và anh chị hãy nhớ đăng ký kênh để mình có thể cập nhật được những mẫu nhà thường xuyên cùng Hồng Duy. Và bây giờ Hồng Duy xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp. Xin chào.